Xin chào mọi người, video này là nội dung tập 167. Trong phần trước, Từ Trần Châu đã đánh cược với Đường Tam, nàng ta chọn cách nhảy xuống biển để lẩn trốn. Lúc này thời gian đã gần kết thúc, đám thuộc hạ của Từ Trần Châu cảm thấy vô cùng phấn khích. Chuyện lão đại của bọn họ thua cuộc, đó là điều không thể. Tới lúc đó, đám người xử lý khắc thất quái sẽ bị bọn chúng tùy ý xử lý rồi. Đúng lúc đó, Đường Tam đã quay trở lại, đám người bên kia lập tức bảo vệ tứ phía. Trên tay ai nấy đều lầm vũ khí, bọn họ định chém Đường Tam thành thịt băm sao? Đường Tam nghe vậy vẫn thản nhiên, trên tay từ từ đưa ra hãn hải kiền khôn cháo. Xung quanh chẳng biết từ đâu vang lên tiếng của Từ Trần Châu khiến cả đám tò mò đi lại gần xem xét. Về phần Từ Trần Châu, do bị nhốt ở bên trong nên điên cuồng gào thét. Có bản lĩnh thì mau thả lão nương ra ngoài. Không ngờ rằng kỹ năng thứ hai của hãn hải càn khôn cháo lại có thể thu nhỏ nhốt lại đồ vật bên trong nó. Nhớ lại sau khi Từ Trần Châu nhảy xuống biển, nàng ta lập tức lặn xuống phía dưới định lần trốn ở đó. Không ngờ vừa mới xuống đã bị Đường Tam giằng bẫy nhốt lại rồi mang về. Cuối cùng hắn cũng thả cô nàng ra ngoài, kết quả giờ đã rõ ràng. Từ Trần Châu cũng đã rất giữ lời hứa, mặc dù vừa bị chơi một vố khá nhục nhã, vậy nhưng mà nàng ta vẫn cam chịu quỳ xuống tôn xưng Đường Tam làm lão đại. Đường Tam lập tức cho mọi người quay về nghỉ ngơi. Tưởng rằng lần này mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng không ngờ rằng Từ Trần Châu lại sử dụng chiêu mỹ nhân kế khiến cả đám há hốc mồm. Đường Tam bị dồn tới đường cùng, liền lấy vũ khí ra đỡ thay nụ hôn của nàng để giữ thân mình trong sạch. Sau khi dọa cho Đường Tam toát mồ hôi, Từ Trần Châu cười lớn một tiếng rồi bỏ đi. Nhìn vào Cát Tường, Áo Tư Tạp cảm thấy người đồ đệ của Đường Tam không tệ. Lần này hắn có thể sống sót cũng là nhờ Cát Tường cứu giúp. Chờ mọi người khỏe lại sẽ lập tức lên đường tới Hải Thần Đảo. Nghe tới Hải Thần Đảo, Cát Tường liền ngạc nhiên. Thực ra cậu ta chính là từ nơi đó tới đây. Muốn ở lại Hải Thần Đảo cần phải thông qua khảo nghiệm của Hải Thần Đại Nhân. Vì bẩm sinh không có hồn lực nên không thể nào thông qua. Nói rồi Cát Tường khuyên mọi người không nên đi tới đó. Hải Thần Đảo là hải thần thánh địa mà hải hồn sư cung phụng. Rất nhiều hồn sư đều chết trong quá trình khảo nghiệm. Cho dù thông qua thì cũng nhất định phải ở lại phụng dưỡng Hải Thần Đại Nhân, cả đời không thể rời khỏi. Hải Thần Đại Nhân chính là người nắm giữ toàn bộ biển cả. Được ngài ấy che chở, hải hồn sư mới có thể khống chế sức mạnh từ biển cả. Cho nên trong lòng tất cả hải hồn sư, Hải Thần Đại Nhân chính là tín ngưỡng duy nhất và cũng là tuyệt đối. Khảo nghiệm đại khái là dùng hình thức tiên đoán, chỉ thị đại cung phụng chủ trì khảo nghiệm. Đại cung phụng là sứ giả của hải thần, thống lĩnh cả hải hồn sư mạnh nhất, thực lực không thể tưởng tượng nổi. Lai lịch của vị đại cung phụng này chính là bà Tái Tây. Cô ta có thể điều khiển sức mạnh biển cả cho bản thân sử dụng, trừ phi là cường giả trăm cấp, nếu không không ai có thể thắng được. Ngay cả đường thần cấp 99 cũng chịu thua dưới tay bà Tái Tây. Nhưng mà đối với sử lệ khắc tất quái mà nói, thông qua khảo nghiệm của hải thần chính là một loại rèn luyện. Còn chuyện làm như thế nào để rời khỏi hải thần đảo cũng là một loại rèn luyện. Đến lúc sức mạnh của một người đạt tới độ cao không ai bằng, hắn hoàn toàn có thể xưng là thần. Đường Tam cho rằng vị hải thần này rất có thể chính là một vị hải hồn sư đã đột phá cực hạn, có thể điều động tất cả sức mạnh của thế gian. Đây cũng chính là mục đích của bất cứ hồn sư nào. Rất nhanh cả đám cũng lên đường, lần này Từ Trần Châu sẽ lái thuyền tiễn họ một đoạn. Chiếc thuyền cứ như vậy ra biển, con thuyền chỉ có thể đi được một đoạn mà thôi. Nếu cứ tiếp tục đi tới gần Hải Thần Đảo sẽ xúc phạm uy nghiêm của Hải Thần Đại Nhân. Xung quanh Hải Thần Đảo có rất nhiều hải hồn thú mạnh mẽ. Còn có mấy trăm con ma hồn đại bạch sa tụ tập. Nếu thuyền tới gần, khẳng định sẽ bị tập kích. Ma hồn đại bạch sa dù là cấp bậc ngàn năm cũng có thể chống lại hồn thú vạn năm bình thường. Mà kẻ cầm đầu chính là vật cưỡi trước kia của hải thần, cấp bậc 10 vạn năm, thần thú hộ đảo. Hình thể của nó tuy không lớn như Thâm Hải Ma Kình, tốc độ cũng kém xa. Vậy nhưng đứng trước công kích của nó, không ai thoát được. Muốn thoát khỏi nó là điều không thể. Đường Tam đành phải sử dụng hãn hải kiền khôn cháo để ẩn thân đi qua. Nếu chẳng may xui xẻo động phải, tuyệt đối không nên làm bị thương bất cứ con nào. Bằng không chắc chắn sẽ bị toàn bộ ma hồn đại bạch sa vây công. Lúc này hải thần đảo đã ở trong tầm mắt. Đường Tam sử dụng ra con thuyền Long Uyển Định đã mua được ở đấu giá hội. Trước khi đi cũng không quên cảm tạ Từ Trần Châu đã chiêu đãi mấy ngày qua. Đồng thời hy vọng nàng tài chiếu cố Cát Tường. Nói rồi mọi người rời đi, con thuyền từ từ lặn xuống đáy biển, mà thuyền của Từ Trần Châu cũng quay đầu trở về. Chiếc thuyền của Đường Tam một đường đi vào bên trong. Sau một hồi di chuyển cũng đụng độ đám ma hồn đại bạch sa, thậm chí còn là cấp bậc vạn năm. Bọn chúng từ từ đi về phía con thuyền. Tuy thuyền có tốc độ di chuyển kinh người nhưng so với vạn năm hồn thú vẫn là không thể sánh được.
cho nên chỉ có thể sử dụng công năng ẩn thân của hãn hải kiền khôn cháo mà thôi. Đường Tam lập tức sử dụng ra pháp bảo để ẩn thân. Ngay khi vừa sử dụng thì con thuyền lập tức bị rơi xuống đất khiến đám hồn thú chú ý tới. Rất nhanh, thuyền của bọn họ lập tức tránh ra được ánh mắt của ma hồn Đại Bạch Xà. Hiện tại không còn gì đáng ngại nữa, nhưng vì hãn hải kiền khôn cháo có thể tránh nước. Điều này khiến con thuyền của bọn họ không thể đi tiếp được. Đường Tam đành phải thu thuyền lại rồi đi bộ qua đó. Và tới đây thì tập phim đã kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé!